Chúng tôi xin chào các bạn nhé. Vâng, buổi sáng nay là ngày sáng thứ bảy, rảnh rỗi em lại làm cái clip em test cặp loa BMW DM580 vừa mới về. Thì cặp loa này thì các bác biết rồi, hãng BMW nói chung và cái cặp BMW DM580 này nói riêng là nằm trong cái phân khúc, đôi này nằm trong cái phân khúc là giá tương đối là hợp lý của hãng. Và về chất âm và hình thức thì còn rất đẹp, chất âm thì rất hay so với cái tầm giá. Thì đôi này em đăng lên trang cá nhân ngày hôm qua rồi, giá thì em cũng đã báo rồi. Hôm nay em làm clip test. Trước khi vào clip thì em giới thiệu qua về cặp loa này. Thì báo cáo các bác là cặp loa này về trong tình trạng là còn rất đẹp, e căng zin đẹp đầy đủ tem. Về hình thức thì loa được như là lạng vô lia vân gỗ màu hạt rẻ rất đẹp, không bong chóc cấn cá lở lét gì các bác nhé, tất cả thì thành quách còn rất đẹp luôn. Thì trước mặt là thiết kế là gồm có 3 đường tiếng, gồm có 2 bát thật 20cm và một con tép titanium. Tất cả các tuyến loa đều còn căng mọng, còn rất đẹp. Gân loa thì ngược, gân loa zin nhé. Gần dòng này là gân loa bằng cao su, do vậy là dùng muôn thuở. Màng lâu, nón to và các tuyến loa căng mọng luôn, rất đẹp. Và các bác quan sát phía trước cũng có cái chữ là logo của BMW này, tem ở phía đằng sau. Đôi này thì có chiều cao là 90cm, rộng là 24cm và sâu là 40cm. Lỗ thông hơi thì ở phía đằng sau. Riêng với đôi này nói các bác là tất cả các cái giải thì khỏi những đặc biệt là giải trầm. Hậu loa sâu mới 40cm ạ. Do vậy là tiếng trầm nó rất hay, khỏi dùng súp. Công suất max lên tới 180W và trở kháng là 8 ohm. Và đôi này là rất là dễ ghép âm ly. Kể cả những dòng âm ly của châu Âu hay là dòng âm ly như dòng âm ly Nhật. Dòng âm ly Nhật thì các bác cứ tán cái em là đời nông mà rằng những cái dòng đời âm ly là sản xuất đời mới một chút, đánh như này rất hay. Đấy. Em đang ghép tạm với con âm ly Saba 9241 thôi. Đây về em quay cận cảnh cho các bác về các cái thành phách của loa xung quanh. Đấy. Đều là rất là sắc nét. Rất là sắc nét, rất đẹp luôn. Lạng vân gỗ màu hạt rẻ bày rất là sang trọng. Đôi này thì em nói các bác là phù hợp với những căn phòng to một chút và thích hợp với các không gian mới, không gian mở và những căn nhà chung cư, những căn phòng mới. Tất cả tiếng loa, kể cả loa tép các bác nhìn này, chưa bị móp, chưa bị là bong chóc một chút nào cả. Về màng loa bên viền này, viền bằng cao su nên nó bảo vệ cái nó ốp cái tre cái ốc bắt loa nhé. Các muốn mà tháo loa ra các bác chỉ cần nhấc cái vành cao su này ra là các bác là tháo loa ra thôi. Tất cả tuyến loa các em quay gần cho các bác, từ gân cho đến là nón thì đều rất đẹp luôn. Không có gì để mà chê được các bác ạ. Mặt trước này là phần này là phần nhựa, ốp nhựa và cái phần thân gỗ ở trên này nó làm những cái khía cạnh để nó triệt tiêu những cái âm thanh xấu đó các bác này. Rất đẹp các bác. BMW 580 phía sau là cọc loa của nó là thiết kế bắp chuối, hoặc là các bác lắp càng cua hoặc là chân chim, mỏ chim, hoặc có thể bắt trực tiếp được. Đây là cầu chì nha bác nhé, đây là cầu chì của loa. Lỗ thông hơi phía bên sau này các bác này. Bẩn. Tất cả thành vách thùng loa còn rất đẹp. Loa em đã chụp đầy đủ về các cái góc các cạnh, như vậy bác nào quan tâm các bác kết bạn Zalo cho em sẽ gửi hình ảnh đầy đủ cho các bác nhé. Loa thì em là bao zin, bao đẹp.
đấy về là cặp loa DM580 này với có kích thước là 90x24x40cm và giá là 13,8 triệu các bác nhé, giá rất hợp lý luôn. Đôi này thì là hàng của anh xịn rồi, hàng của anh xịn rồi. Để đầu tư chưa tới 14 triệu mà được cặp loa như này, em nói các bác là cũng tương đối là hợp lý so với cái tầm tiền, để đặc biệt là lấy được cái chất âm rất là hay. Cặp này thì là đánh đa thể loại nhạc, kể cả nhạc mạnh, nhạc mạnh, nhạc vàng, nhạc tây, nhạc không lời, nhạc acoustic đều hay nha các bác nhé. Giá loa thì em đã báo với các bác rồi, 13,8 triệu, giá rất là hợp lý cho một cặp BMW. Em chuyển cái bài trong đó này, em cho các bác nghe thử một đoạn nhạc. Bạc rất tốt, tiếng tép rất sạch, riêng là tép titan thì rất là hay rồi, tiếng rất là sạch. Bát này là bát thật đấy bác nhé, không phải bát cậu hưởng đâu ạ. Mong tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng, còn mãi nhớ hôm nào lời trao nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu, đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ. Đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi lời, dù xa cách phương trời. Ôi bao năm đã tánh vì anh ra đi vì đất nước, vì thì dù xa rồi em nhớ rằng đừng tủi sầu. Đường khuya thôi đêm bước âm thầm một mình.
xin phép là kết thúc video ở đây nhé. Bác nào mà quan tâm mà muốn sở hữu đôi này thì các bác alo trực tiếp cho em hoặc kết bạn Zalo cho em theo số Nguyên Khôi Audio 0982922168. Em sẽ gửi hình ảnh đầy đủ chi tiết và tư vấn cụ thể cho các bác nhé. Bác nào mà đang xem clip của Nguyên Khôi mà chưa đăng ký kênh của Nguyên Khôi thì vui lòng đăng ký kênh của Nguyên Khôi để tiện cập nhật những sản phẩm mới nhất của em về, em sẽ là cập nhật kịp thời để phục vụ với những mặt hàng của các bác là đang cần tìm. Và bác nào ở xa thì cũng yên tâm về cái việc ship của em nhé, em sẽ là ship uy tín cho các bác ở gần xa. Và ngày cuối tuần ngày hôm nay thì em cũng qua clip cũng xin gửi lời chúc sức khỏe tất cả các bác có hai ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian quan tâm theo dõi. Chào các bác ạ.